Chồng mất lúc tháng 11 á, chết vì Covid. Em 23 tuổi, em thấy anh đăng lên Facebook á, xong rồi em nói là chắc đi lên coi thử anh có chút đường để kia anh không. Đây là cái danh sách của những người 100 anh đã quen biết và đã có danh sách rồi. Nhưng mà trường hợp này thì buổi tiệc ngày hôm nay, nhân ngày 1 tháng 6 là cái ngày ý nghĩa nhất, là cái ngày hợp lý nhất để có thể gặp gỡ và trao quà cho 100 bé, 100 đứa con ngang hông của Hương vậy đó, bị mất cha mất mẹ bởi Covid. Ngày hôm nay ngày đặc biệt, Hương đã gọi anh Nam Phố Sinh, nhà hàng Con Gà Trống. Anh ơi, em đang cần một cái chỗ, một cái suất ăn cho các con. Đơn giản thôi, một hai món là các con vui rồi. Chủ yếu là em muốn tặng quà cho các con vì em có ân nhân mua 100 suất quà búa biển, rồi có thêm tiền hát của Hương nữa, trích ra từ quỹ Polo Love Foundation. Hương lập cái quỹ này để dành giúp đỡ các em bé kém may mắn mà Hương có duyên gặp được và đã giúp đỡ khá nhiều rồi. Có những em bé bị phỏng, bị mổ, bị tim, rồi bị tai nạn, Hương đã tự chuyển tiền một cách rất âm thầm. Và đó là cái việc làm từ trái tim mình mà. Ngày hôm nay là cậu kết hợp tất cả mọi thứ lại, đã có cái buổi gặp mặt ngày hôm nay cùng với các con đó. Ngày hôm nay là ngày Tết của các con, nên chú Hưng dành cái không gian ngày hôm nay để tặng cho con một không gian ngày hôm nay để được chú Nam. Chú Nam ơi, mời chú Nam ra đây xíu với em đi. Cảm ơn chú Nam nè. Đây là chú Nam nha, chú Dương Quốc Nam. Khi mà chú Hưng ngỏ lời, chú Nam nói là đồng ý ngay lập tức liền. Cảm ơn chú Nam và Con Gà Trống. Cảm ơn chị Lê Hằng đã dành thời gian. Ủa, chị Hằng cũng có quà tặng luôn hả? Đúng rồi. Thank you. Cảm ơn chị Hằng. Sẽ đại diện bên anh liên lạc từng gia đình một, trao lại cho bé giùm anh nha. Nó rất là cực cơ cho thành đoàn đó. Cảm ơn thành đoàn rất nhiều. Đây cái phần còn lại của chị Lê Hằng nha, gửi tặng cho các bé mà không có mặt ở đây đó. Chị là chuyên môn về giáo dục, nếu trong tương lai đó mà các em cần ổng ổng Hưng cứ gọi chị. Ok, chị sẵn sàng theo cậu em trai này, người rất có tâm, chưa bao giờ từ chối Hưng bất cứ một việc gì Hưng làm. Anh ra là nếu có được cái cơ hội mà để hỗ trợ cho các em thì anh chị cũng sẽ dành sẵn một lòng, cái tình cảm và sẵn lòng dạ, vâng, để cùng kề vai với Hưng yeah, để đồng hành cho các em. Em yeah. Tuyệt vời, tuyệt vời. Cảm ơn chị nhiều lắm. Chim làm tổ, sông có nguồn từ suối chảy ra, tình mỗi người là quê nhà nhỏ, tình nồng thắm như mặt trời xa. Yeah. Dạ, chị này đang có một cái trường hợp đặc biệt á, họ thấy anh đăng trên Facebook á, họ đang muốn anh cô bé này, em muốn biết ở đâu mà cô muốn tới, cô muốn gặp anh. Em là quê ở Quảng Bình. Quảng Bình hả? Dạ, chồng là ở Yên Bái, chồng hết lúc tháng 11 chết vì Covid. Chết vì Covid hả? Giờ một mình em 23 tuổi. Ba đứa con, hay là hai hả? Hay ba đứa? Dạ, với một đứa ở quê khó khăn. Mà sao em biết cái này mà em chạy tới đây? Em thấy anh đăng lên Facebook á, xong rồi em nói là chắc đi lên coi thử anh có chút đường để kia anh không. Thật ra thì như vậy nhé, đây là cái danh sách của những người 100 anh đã quen biết và đã có danh sách rồi. Nhưng mà trường hợp này thì chắc chắn anh phải giải quyết thôi. Cho xin hai phần quà với lại hai phong bì. Trời ơi, thôi được rồi, anh sẽ tặng em hai phần quà như bao nhiêu người nha. Chứ thật ra thì là cái danh sách cái phần quà này anh đã chuẩn bị sẵn hết của 100 bé kia, nhưng mà
Là tại vì chị kia em thì ít lên mạng xã hội, và chị kia bảo đó là giờ anh Hưng có kiểu vậy á, em đi lên coi thử anh có giúp đỡ được gì hay không. Anh Hưng anh cũng hay ý là hay làm thiện đủ cái gì á. À, em cũng ngại tại... không sao thôi thôi, anh gửi phần quà cho hai mẹ con, ba mẹ con nha. Đây là 2 triệu nha, cộng với lại 2 phần quà này nữa. Cái này ăn cả tháng trời chưa hết đấy nha. Rồi thì ở vô đây rồi có đi làm công việc gì không? Dạ em đi bán vé số. Bán vé số hả? Chù cha ơi, ở ngoài quê thì sao? Em về ngủ thì hơi khó khăn đó. Về nội ở em phải vượt kênh dọc khó khăn. Ăn luôn, ở đây ăn luôn đi ra về. Đi vào đây ăn luôn đi nha, vào đây ăn luôn đi. Ngồi đây cho các con ăn luôn đi. Ngồi đây. Không ngại gì hết. Được anh Hương anh giúp đỡ kiểu vậy là em cũng mừng. Tại vì đối với số tiền này mấy mẹ con rồi em cùng tiền sửa với là tiền ăn cũng được hơn 1 tháng. Em cũng mừng. Mấy mẹ con em cùng gửi lời cảm ơn anh Hưng nhiều. Chúc anh Hưng có nhiều sức khỏe, dồi dào, thành công trong sự nghiệp để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như trường hợp của em và 100 bé khác. Con tên là Phan Thị Hữu Kiều, là học sinh ở trường Củ Chi và đang học lớp 10A5 ạ. Cái phần quà này rất là lớn đến với con cũng như là gia đình con, và chú Đàm đã giúp con rất nhiều về mặt tinh thần lẫn cả về vật chất. Con xin đại diện gia đình cũng như các bạn ở ngoài kia xin gửi một lời cảm ơn trân trọng nhất tới chú Đàm và cũng như là em Bolo đã giúp đỡ chúng con rất là nhiều. Dạ, con cũng cảm ơn chú rất nhiều vì đã gửi cho con một số tiền để con có thể được đi học. Cảm ơn chú Đàm nhiều lắm á. Cảm ơn gần như suốt đời luôn.